Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Anna Trần. Hôm nay Anna muốn chia sẻ với chúng ta cách để có thể vẽ trang trí móng tay mẫu hoa cúc hải quân xanh. Đối với các fan của hoa cúc thì đây chính là hoa cúc huyền thoại. Có thể nói trong nhà hoa cúc, hoa hải quân xanh là một trong những hoa có độ khó cao nhất khi các bạn thao tác. Bởi đặc tính hoa này có nhiều cánh, đồng thời các cánh lại co cụm lại với nhau, tạo nên độ khó khi chúng ta thao tác. Nhưng cũng vì độ khó cao của các cánh này mà hoa lại có một nét đẹp vô cùng đặc biệt. Không để các bạn đợi lâu nữa, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu các bước để có thể vẽ ra một hoa hải quân xanh bằng cỏ tròn. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn lớp nền cho hoa. Để cho hoa được nổi bật thì Anna sẽ sử dụng màu nền sơn treo màu tối. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng đến cỏ tròn mini oval, lấy vào cho vẽ muốn vẽ. Ở đây chúng ta sẽ vẽ treo màu trắng. Chúng ta lấy đều hết trên hai mặt của lông cỏ, rồi bắt đầu đặt lên móng để vẽ. Canh chỉnh ở giữa móng cho cái nhụy thì chúng ta bắt đầu vẽ cánh đầu tiên. Cánh đầu tiên ta sẽ vẽ cánh chính diện của nhụy. Cụ thể là chúng ta sẽ đặt cỏ, sau đó kéo cong một chiều theo dấu hỏi, dừng lại ở phần đài hoa. Đã có một cánh đầu tiên rồi, ta vẽ các cánh tiếp theo bên phía tay phải. Cụ thể là chúng ta sẽ đặt cánh thứ hai này xích lên một chút xíu so với cánh thứ nhất, đồng thời sát mép bên phải của cánh trước đó. Ta đặt cỏ, vẽ một dáng cong chụm lại ở nhụy với cánh đầu tiên. Đã có cánh thứ hai, ta tiếp tục thao tác cánh thứ ba. Cánh thứ ba này ta cũng đặt xịt lên một chút so với cánh thứ hai, cũng lệch vào phía bên tay phải, nằm song song cùng với hai cánh trước đó. Ta vẽ ra một cánh cũng theo dáng cong dấu hỏi nhưng mà dáng thẳng hơn, cũng chụm lại ở nhụy. Đã có được ba cánh ở phía bên tay phải rồi, ta lần lượt thao tác cho ba cánh nữa phía bên tay trái để có được một đài hoa phía trong nhụy. Cánh đầu tiên bên trái này chúng ta cũng sẽ vẽ tương tự đối diện với cánh đầu tiên bên phải nhưng ở hướng cong ngược lại, rồi thêm cánh thứ hai vào và cánh thứ ba cho bên cạnh trái. Có xong 6 cánh rồi là bạn đã thấy được chúng ta đã có được cái đài ở phía trước. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái đài ở phía sau bằng cách là chúng ta sẽ đặt cỏ, vẽ thẳng một đường vào trong, nhưng chúng ta sẽ dừng ở phía trong nhụy vì phần còn trống này tí nữa chúng ta thêm nhụy sau. Có xong cánh đầu tiên ở giữa rồi thì chúng ta sẽ thêm hai cánh nữa lần lượt bên hông trái, sẽ thấp hơn và nhỏ hơn cánh trước đó. Bên hông phải đối diện tương tự. Thêm xong các cánh đến đây là bạn có thể thấy được chúng ta đã có được một búp hoa. Việc tiếp theo của chúng ta sẽ là thêm các tầng cánh đang nở ra ở bên dưới. Cụ thể là chúng ta sẽ đặt cỏ ở tầng cánh phía dưới này, vẽ ngược lên phần cuốn đã có một cánh hoa. Ta sẽ lần lượt thao tác vẽ cong tùy ý để thêm các cánh hoa vào đây nữa. Đây là tầng cánh của hoa cúc đã nở ra rồi, vì thế ta vẽ tự nhiên. Lần lượt vẽ thêm các cánh hoa tùy theo ý muốn, miễn là chụm lại ở phần cuốn là được. Sau khi đã thêm xong các cánh ở tầng cánh nở ở bên dưới này rồi thì bạn đã xong các cánh hoa. Bây giờ chúng ta sẽ cho đi hơ đèn cho khô các cánh hoa vừa mới vẽ lên này. Sau khi đã hơ khô hết các cánh hoa vừa mới vẽ rồi thì chúng ta sẽ tạo thêm độ đặc sắc cho hoa cúc bằng cách vẽ thêm một tầng cánh nữa bên trong nhụy. Cụ thể là chúng ta sẽ đặt cỏ vào cánh bên trên nhụy này, vẽ thêm một cánh hoa nữa nhưng mà ngắn hơn, vẫn sẽ chừa một khoảng trống ở giữa để tí nữa chúng ta tạo nhụy. Lần lượt thêm vài cánh nữa để tầng phía trong hoa này tạo ra cảm giác nhiều tầng cánh. Thêm xong các tầng cánh bên trong này rồi thì chúng ta sẽ cho đi hơ đèn cho khô tầng cánh vừa mới thêm vào. Đã vẽ và cho hơ đèn khô hết tất cả các cánh của hoa hải quân xanh của chúng ta rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho màu cho hoa. Bạn sử dụng một chai sơn treo màu thạch xanh dương sơn lên cho hoa. Chúng ta sơn lên một lớp mỏng thôi. Hải quân xanh thì có rất nhiều màu sắc tùy thuộc sở thích của bạn. Ở đây Anna sẽ lựa chọn dáng xanh ngọc, tức là chúng ta sẽ cho thêm một ít xanh lá lên đây để ra xanh ngọc. Đã có màu xanh ngọc cho hoa của chúng ta rồi thì bạn sẽ cho đi hơ đèn cho khô màu xanh ngọc này. Hoa đã có màu tùy theo sở thích rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tạo độ sáng cho các cánh. Cũng giống như Anna đã chia sẻ trong các bài vẽ hoa trước đây bằng cỏ tròn mini oval. Sau khi đã cho màu xong cho họa tiết muốn vẽ, chúng ta cũng có thể tạo độ sáng cho các cánh hoa để tăng độ thực cho hoa bằng cách chúng ta sử dụng cỏ mini oval. Lấy vào cho vẽ màu trắng, sau đó đồ lại một lần cho các cánh hoa bạn muốn tạo sáng để tăng độ thực cho hoa. Sẽ có những cánh bạn không đồ để tạo cảm giác cánh đó nằm bên dưới tối hơn, còn những cánh nằm bên trên bạn sẽ đồ sáng hơn. Và khi tô lại cánh hoa thì chúng ta cũng lưu ý tô ở phần ngọn của cánh hoa sáng hơn, còn ở phần gốc dính với phần đài chúng ta tô nhạt thôi để tạo cảm giác cánh hoa thật hơn.
Sau khi đã đồ xong màu trắng cho các cánh hoa để tạo độ thực cho cánh, thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cỏ râu để viền lại cho các cánh hoa, tăng độ sắc sảo. Lần lượt sử dụng cỏ râu lấy vào che vẽ màu trắng, ta chỉ lấy ít gel để cho các nét vẽ được thanh mảnh. Rồi lần lượt đồ lại những cạnh của cánh hoa bạn muốn sắc sảo. Ta khéo léo viền lại các mép ngoài cùng của cánh. Không phải cánh nào ta cũng viền, ta viền tùy ý để tạo độ tự nhiên. Sau khi viền xong rồi thì bạn sẽ cho đi hơ đèn cho khô cố định các nét vừa mới vẽ lên này. Hơ đèn khô thì bạn cũng đã xong phần các cánh hoa. Bây giờ chúng ta sẽ làm một bước quan trọng, đó chính là thêm nhụy vào cho hoa. Sử dụng gel vẽ màu nhũ vàng hoặc màu tùy ý bạn muốn tạo nhụy. Sử dụng cỏ chấm cho lên phần ở phía giữa để tạo nhụy hoa. Và cho đi hơ đèn cho thật khô lớp nhụy này. Đến đây là bạn đã xong các bước để có thể vẽ ra một hoa cúc hải quân xanh. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc mẫu vẽ bằng cách sơn một lớp bóng gel lên đây. Và cho đi hơ đèn cho thật khô lớp bóng nữa là chúng ta đã hoàn tất tác phẩm. Và đến đây là Anna cũng đã chia sẻ xong với chúng ta từng bước một cách để có thể vẽ ra một hoa cúc hải quân xanh trên móng tay. Đề nghị bạn luyện tập thật nhiều để có thể vẽ được các nét vẽ trong uyển chuyển, đồng thời hoa của bạn trong tự nhiên. Và nhớ hãy cho Anna biết ý kiến của bạn bằng cách để lại bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Nếu bạn thấy video của Anna bổ ích, hãy nhấn like và nhấn chia sẻ để bạn bè cùng xem. Nhớ hãy nhấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để đón xem các video mới hơn của Anna. Xin chào và hẹn gặp lại.